Hoàng Hồng mời quý vị và các bạn nghe Hoàng Hồng ngâm bài thơ Mẹ của anh trước khi Hoàng Hồng gửi cặp mic này gửi đi cho anh Sĩ ở Hà Nam. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức bài thơ. Phải đâu mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình. Đây thôi, mẹ tuy không đẻ không nuôi mà em từ những ngày xưa.
để bây giờ cho